chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa sư, theo con được biết thì bên đạo Hindu có rất nhiều nhánh, trong đó có một nhánh rất tôn kính thờ cúng Đức Phật, nhưng do họ nghĩ Đức Phật là hóa thân của thần Vishnu xuống trần gian để thuyết pháp cứu khổ. Dạ sư cho con hỏi, những người này khi tôn kính Đức Phật Thích Ca như vậy thì họ có phước cung kính không? Hoặc nếu con đi du lịch thấy một ngôi đền thờ, ở đó có tượng Phật, dù họ thờ tượng Phật ấy với ý nghĩ đấy là thần Vishnu, nhưng trong tâm con chỉ nghĩ đến Đức Phật và vì lòng kính Ngài, con đến lại thì có sao không? Mong sư giải đáp giúp con. Xin thưa, là trong một lần á, Đức Thế Tôn Ngài đi đến một cái đền, một cái tháp, thì thấy một cái vị Bà La Môn quét dọn cái đền tháp đó. Đức Thế Tôn hỏi, ông quét dọn cái đền tháp này á, ông có hiểu là đang thờ ai hay không? Thì vị Bà La Môn nói, dạ thưa tôn giả, tôi đâu có biết là ai, mà chỉ đơn giản là theo cái truyền thống thì từ xưa tới giờ người ta thờ, thì tới đời của tôi thì tôi tiếp tục tu thờ thôi. Thì Đức Thế Tôn nói, lành thay, ông hãy tiếp tục ông thờ như vậy. Và khi đi rồi, Đức Thế Tôn nói, này Ananda, cái ngôi đền đó đó năm xưa là thờ Xá Lợi của Đức Phật quá khứ, nhưng mà do lâu rồi thiên hạ họ quên, họ chẳng còn ai nhớ nữa, nhưng mà cái vị trí cái đất đó nó vẫn còn, cho nên sau này á, người ta cứ thờ, tiếp tục họ thờ đó thì họ vẫn có phước như thường. Thành ra là cho dù á, người ta theo ngoại đạo mà người ta thờ Thế Tôn, dù họ biết hay họ không biết thì họ vẫn có phước. Còn quý vị đi, quý vị lạy Đức Thế Tôn thì đương nhiên là mình có phước rồi. Còn Đức Thế Tôn ở đâu thì cũng không sao hết. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.